Có nhiều người chúng ta nghe đạo không hiểu đâu Có khi mang nghiệp sát sanh phá thai Làm điều sai quấy gì Tự nhiên đi đến chùa quỳ trước Phật khóc lóc gian sinh Phật tha thứ cho con Không phải đâu quý vị à Không phải vậy đâu Quý vị đi đến chùa bị lễ Phật Quý vị gian sinh như vậy thì Nó cũng tốt đi Nhưng mà về Phật Pháp Thì là một môn giáo dục lúc xưa mình chưa hiểu đạo mình làm sai làm ác phá thai bắt hiếu với cha mẹ sát sanh hại vật làm bao nhiêu điều tội lỗi bây giờ mình nghe đạo rồi mình quỳ trước phật mình phát nguyện con đã từng tạo nghiệp nhiều phá thai rất nhiều lần kiếm tiền tạo bao nhiêu nghiệp quả bây giờ con nghe được phật pháp con thấy những tội lỗi của mình tạo ra bây giờ con phải gánh chịu rồi con quỳ trước phật con phát nguyện con sẽ cố gắng tu hành niệm Phật Sẽ sửa đổi lỗi lầm Từ bây giờ cho đến khi cuối cuộc đời của con Dù cho bệnh đau Dù có gặp cảnh ngộ gì Con không bao giờ quán trách Con đều vui vẻ Trả món nợ này cho xong Thành tâm niệm Phật Cầu sanh về thế giới cực lạc Nguyện cho tất cả Những quan thân trái chủ Đi theo con cùng niệm Phật với con Để cầu sanh cực lạc Họ có Muốn làm gì con Con cũng vui vẻ để trả nợ Cái tâm đó mới là đúng Chứ không phải là mình quỳ trước Phật Mình khóc lóc mình giáng sinh Cầu Phật tha tội cho mình không có vậy. Không có đâu Nên chúng ta học Phật Phải hiểu Khi quý vị trả nợ mà vui trả Thì tức khắc Nghiệp này tiêu liền không nói gì giống có cái cô này cô nói rằng là, là sống với người chồng người chồng đánh đập giả man vô cùng luôn bao nhiêu lần cô muốn bỏ ông chồng bỏ không được thì ông đánh đập như vậy mà ông không bao giờ buông cô ra và sau này cô đến chùa mình cô nghe những đức nói chuyện cô có chiếc máy cô nghe cô đến cô chia sẻ những đức nghe cô nói rằng rõ ràng cái công đức niệm phật và tu hành nó chuyển rõ ràng thầy ơi chính ông chồng con đánh đập con con muốn bỏ ổng mà ổng không buông con ra mà ổng vẫn đánh đập con mà con muốn buông ổng mà buông cũng không được luôn vậy mà sau này con nghe pháp con tu con chăng thật con tu dù ổng đánh đập con con không bao giờ hờn chết ổng như ngày xưa nữa vậy mà con chăng thật con niệm phật thời gian rồi tự nhiên Ông đổi cái tính ổng lại ổng không có ăn nhậu đánh đập con được mà ổng tự nhiên ổng sửa đổi lỗi lầm rõ ràng thầy nói rằng muốn chuyển hóa người thì trước nhất mình chuyển mình đi còn nếu như mình mỗi ngày tu mà mình cứ nhắm ngay người thân để mình muốn chuyển họ mà mình quên chuyển cái tâm mình gì thì khó thể nào mà chuyển hóa được họ chỉ cần quên đi cái việc làm của họ đối xử với mình không phải mình chỉ lo quay về chính mình để mà chỉnh sửa những cái buồn chết của mình đổi lại thành một cái tâm quan hệ tha thứ và thường niệm a di đà phật thì kiên trì lâu dài nhất định sẽ chuyển hóa được người ta đúng rồi một trăm phần trăm luôn và có những người bị biết những đức gặp là có những người mà thiếu nợ người chồng hoặc người vợ mà họ hành hạ dã man lắm họ làm mình lên bờ xuống ruộng khổ đau vô cùng Vậy mà buông họ buông không được Vậy mà người này chăng thật họ này Người này chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc Thời gian tự nhiên cái người đó buông tay họ ra Buông tay ra liền Phải nhớ cái câu là Niệm Phật thì chuyển nghiệp Nhớ Niệm Phật thì chuyển nghiệp Niệm là nhớ Nhớ Phật thì chuyển nghiệp Quý vị nhớ một cái gì thì Nhất định quý vị sẽ không nhớ được cái khác Nên chúng ta nhớ ai với Đà Phật Ai là vô với Đà là lượng Phật là giác Nhớ cái tánh giác này phát triển được tánh giác của ta Tánh giác của ta phát triển Thì tức khắc Cái tâm hận thù của chúng ta Sẽ so dịu được Phải nhớ rằng Mang cái tâm hận thù Là hại mình Tiêu phước duyên của mình rất lớn vị vậy? Nhớ đó Nên chúng ta mỗi ngày đều phiên nhau cùng niệm Phật Những đức cứ lấy cái cách này học hoài Dù ai nói nhà mặc kệ người ta những đức có bổ túc hoài cái tâm niệm phật này bây hôm giờ, giờ chúng ta học đó, mỗi ngày đọc một đoạn văn của chư tổ sư chúng ta học hết tới vị tổ thứ 13 của tịnh độ tông là án quan đại sư bây giờ đến những công đoạn mà trong cái quyển sách mà mấy điệu sen thanh nè những đức muốn đọc mỗi một vị giảng sanh những đức đọc một đoạn cho quý vị nghe thôi để chúng ta làm cái nền học tập những vị này là những vị giảng sanh từ là tổ sư rồi đến hôm nay chúng ta đọc cái công đoạn là tứ chúng bản sanh này những vị này là những vị xuất gia nữa nhưng không phải là tổ sư 13 vị tổ sư của tịnh độ tông học đến ấn tổ rồi bây giờ đến tứ chúng bản sanh hôm nay đọc đến công đoạn của ngài vệ vĩnh cũng là người xuất gia một người tu hành rất miêm mặt nhưng hoàn truyền pháp môn tịnh độ niệm phật cầu sanh cực lạc khi cuối cuộc đời của ngài quý vị nghe những đoạn văn này để chúng ta niệm phật chúng ta có lòng tin kiên cố rằng người niệm phật giảng sanh rất là đông có thế giới cực lạc có đức phật a di đà có hàng thánh chúng niệm phật chân thật có tính nguyện cuối cuộc đời chắc chắn phật a di đà đến tiếp dẫn Chúng ta phải tin 100% như vậy Thì Không có ai bài xích tịnh độ Mà làm cho chúng ta dao động tâm Dù người này có nổi bật cỡ nào Trong Phật Pháp bài xích tịnh độ Nói tịnh độ cái này cái kia Chúng ta cũng không bao giờ dao động tâm Lòng tin phải kiên cố như vậy đó, quý vị Đọc đến công đoạn Ngài Vệ Vĩnh nè Bình thờ Đại sư siêng năng tinh tu Không nài khổ nhọc Bình thờ là Thường ngày cuộc sống này nè Đại sư là ngày vệ vĩnh Là bậc chân tu chuyên sâu niệm Phật Sau này ngày giảng sanh Người ta xưng ngài là đại sư Siêng năng Tinh tu Không nài khổ nhọc Quý vị coi bất cứ một cái sự thành công gì Mà không từ siêng năng quý vị Chứ thành công lười biếng sao thành công được Chúng ta cả ngày bấm số niệm Phật Cũng phải siêng năng chứ Làm việc nhẹ mà thành tụ lớn Cũng phải siêng năng chứ không Cả ngày dùng cái miệng này niệm ai với đào Phật hoài gọi là siêng năng Tinh tu không nài khổ nhọc dù là gặp khó khăn cỡ nào đi chăng nữa cũng niệm phật dù bị ai mắng chửi hay là làm việc cực khổ gì cũng không bỏ câu ai với đà phật không nài khổ nhọc trí nguyện mãn báo thân được sanh về cực lạc cũng như chúng ta nè các ngài dạy chúng ta nè cái tâm chuyên tu niệm phật trí nguyện mãn báo thân được sanh về cực lạc là chúng ta có phương hướng đi, có phương hướng đi. Mỗi ngày chúng ta sống trong cái khỏi đời này làm tất cả những việc, làm trách nhiệm, làm chồng, làm vợ, làm con, làm anh em, làm bạn bè, thăng bằng quyến thuộc. Mỗi một người đều có một cái công việc. Chúng ta biết học pháp, chúng ta nhiệt tình diễn cảnh cho giống người thế gian đang sống, làm người tu diễn cảnh với cuộc sống làm người cho đúng đắn. Để dẫn dắt người ta Biết tu theo mình Là phải làm gương cho người ta quý vị. Nhưng mà mình có một phương hướng Khi bỏ báo tháng này Mình nguyện sanh về Thế giới cực lạc an vui không? Đại sư nè Chiến nguyện mãn báo thăng Được sanh về cực lạc không? Niên hiệu nghĩa hy Năm thứ mười Vì các vị này Ở Trung Hoa Niên hiệu là cái năm mà những vị này cai trị Cái hiệu của cái người cai trị này Ngài xuống Tây Lâm Kế liền cảm bệnh nhẹ Vài hôm sau Đại sư đang nằm bỗng Ngài dậy vén áo tìm dép Muốn bước đi Đại chúng hỏi Ngài đáp Tây Phương Tam Thánh đã đến Nói xong đứng tay niệm Phật mà hóa Thọ được 83 tuổi Khắp ngôi tây lâm mùi hương lạ bay ngào ngạt Bảy hôm sau mớ lằn tan Đó rõ ràng không? Câu đầu chúng ta đọc chí nguyện mãn báo thân Được sanh về cực lạc Giữ cái tâm này quý vị Giữ cái tâm này đi dù quý vị có tu hành Kiên nhẫn cỡ nào Nhưng nghiệp quả mỏi một con người khác nhau Có những vị thị hiện Khi cuối cuộc đời Không có bệnh Có những vị thị hiện dù là tổ sư Cũng có cảm bệnh nhẹ một chút Cũng có bệnh Nhưng đầu óc rất tỉnh táo sang suốt Quý vị nghe câu đoạn này rõ ràng nè Ngài Bị bệnh nhẹ trong thời gian bị bệnh nhẹ này Ngài dẫn niệm Phật tinh tấn Nên Nó nói rằng vài hôm sau Đại sư đang nằm không? Bỗng ngồi dậy vén áo tìm dép muốn bước đi thì hiện đó không? thì hiện cái người niệm Phật cuối cuộc đời là Tỉnh táo như vậy đó Tỉnh táo như vậy đó quý vị Đại chúng hỏi Ngài đáp Tây Phương Tam Thánh đã đến đó Nên quý vị mỗi ngày niệm ai Di Đà Phật Tình duyên Vậy thì chắc chắn cuối cuộc đời của mình là Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ đến rõ ràng. Đây là công đoạn mà những bậc giảng sanh để lại dạy chúng ta đó, để mà phát triển cái tính nguyện mình cho kiên cố đó quý vị. Nên những đức đọc những đoạn văn này dẫn dắt rõ ràng là người niệm phật giảng sanh rất là đông rồi quý vị cứ kiên trì đi cả đời chúng ta học tập cứ là mỗi ngày đọc một đoạn văn của chư tổ sư vậy đó những vị giảng sanh kể các ngày giảng sanh rồi chúng ta dùng những văn tự các ngày để phiên người ta niệm phật giảng sanh nhờ cái âm đức các ngày mà chúng ta tăng được tính nguyện tính tâm chúng sanh người ta nghe cũng tâm kiên cố niệm phật ở đâu cũng kiên cố niệm phật cả nên trong lòng của những đức Những đức cứ là Làm những chiếc máy nghe pháp Máy niệm Phật đồ những đức giải rộng ra Những đức rất là mong mỏi Một gia đình là một đạo tràng tịnh độ quý vị Nên chùa mình cứ tặng tượng Phật suốt luôn như vậy Ngày lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm Chúng ta có 500 bộ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị Nào mình chưa có Khi trưởng đoàn đi mình hỏi Người nào chưa có Muốn ngay ngày lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm Nên thỉnh một pho tượng về nhà thờ Danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Niệm ai với Đạo Phật Thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được Từ nơi đó Nên hỏi người ta Rồi đi đến trước Những cái sẽ tặng trước cho họ Để họ có trước Sợ đông quá nhiều khi không đủ đó. nên cho mỗi một gia đình người ta có tượng Phật thờ Từ từ rồi thỉnh đủ bộ tam thánh Chùa mỗi từng cứ là tặng một pho tượng Ví dụ như từng này tượng Di Đà Từng sau tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Từng sau tượng Đại Thế Chí Từ từ rồi nhà ai Cũng có thờ Phật Bồ Tát Nhà ai cũng là một đạo trang tịnh độ Những đức rất là mong như vậy Nên những đức nhờ ở bên kia người ta làm chiếc máy mà chưa gỡ về được cái thờ khóa tu Niệm địa chung lễ Phật Đúng như vậy thôi Là một chiếc máy, một cái lo Một cái lo Là một điều hộ niệm Bốn chữ, sáu chữ Lễ Phật sáu chữ Cũng có Tùy ai muốn Niệm sáu chữ hay bốn chữ đều có Để cho mỗi một gia đình đều có một cái lo Để dành hộ niệm Người thân gia đình bất cứ lúc nào yếu Hay chờm sớm láng riềng Người ta yếu, người ta bệnh đau Mình giúp được cầm cái lo nhỏ xíu đến Bật lên cái là mình hộ niệm liền Giúp cho người ta Bất cứ một con vật gì trong nhà mình bị chết Mình cũng niệm vật hộ niệm cho nó Phải có cái tâm như vậy Những đức rất là mong muốn Mỗi một gia đình đều là đạo tràng tịnh độ Đem tịnh độ hoàn truyền như vậy Thì mới phát triển rộng được Chứ không phải là quy tụ con người về đây Mà họ về nhà họ không tu Vậy thì không phát triển như vậy à? rất mong quý vị ở nhà hai thờ công phu sáng tối những đức đưa ra hai thờ công phu Đó quá vừa dặn quý vị tu rồi chỉ có một tiếng đồng hồ quý vị tu được rồi rồi cả ngày bấm số niệm phật gia đình có bằng thờ tam bảo còn nếu ai chưa đủ duyên chưa thờ được vẫn là niệm phật vẫn là lễ phật trước bằng thờ ông bà tổ tiên được hết không sao cả quý vị cố gắng niệm phật muốn hết khổ chỉ có niệm phật những đức thấy rằng cái phương pháp bấm số niệm phật này hay quá quý vị à, chính những đức áp dụng những đức thấy lợi ích lớn vô cùng. Xã hội hôm nay quý vị coi rất là nhiều người ôm chiếc điện thoại, ừ. người lớn hay người trẻ, con nít cũng vậy luôn. Phần nhiều là cứ là ôm chiếc điện thoại, làm việc gì thì làm chút buông ra một cái là cầm chiếc điện thoại liền có những người vị biết rằng là vừa làm việc vừa cầm điện thoại luôn có khi đang trong công việc vẫn là bấm điện thoại có nghĩa là chiếc điện thoại bây giờ nó có một cái sức ma lực lôi kéo không tưởng tượng được quý vị phải nói là ma lực lôi kéo vì sao chúng ta nói ở câu này vì con nít ghiền game thì bỏ học Người lớn cũng cầm điện thoại mà bỏ việc làm Mà trong chiếc điện thoại này quá nhiều thứ Mà phần nhiều chúng ta bấm vào là Coi cái này coi cái kia vui dơ thôi Chứ ngoài ra mà Về cái việc mà hướng đến giáo dục thì rất ít Nên những đức nói rằng cả người tu hành Mà thường cầm điện thoại Có khi thâu đêm suốt sáng cầm điện thoại Vì người này cũng bỏ tu luôn cả người tu cũng cầm điện thoại nữa quý vị mà quý vị coi bây giờ có khi trong một gia đình đi làm cả ngày về một cái là mỗi một thành viên trong gia đình cầm chiếc điện thoại bấm có khi bạn bè đến quán cà phê gặp nhau mỗi người cầm một chiếc điện thoại bấm những đứt đi vào trong những cái nơi mà người ta mà dạy trường lái xe cũng vậy mỗi vị thầy cứ rảnh ra cái là cầm điện thoại bấm có nghĩa là những đức thấy rằng là cái thuận hành bây giờ là cầm điện thoại bấm bây giờ chúng ta chế ngự nó bằng cách cầm máy bấm số niệm phật bấm người cầm máy bấm số niệm phật bấm thì mỗi ngày càng sanh pháp vị người cầm điện thoại chơi trò chơi bấm tối ngày thì hư cặp mắt hư lỗ tai hư ý chí vì sao vì nó không có một cái lợi ích gì phần nhiều mà gọi là nhắc nhở chúng ta về nhân cách làm người đạo đức hết. Phần nhiều nó đưa chúng ta đi vào cái trạng thái là ham muốn và mình cứ là dùi đầu vào cái điện thoại thì bỏ công ăn việc làm. Quý vị coi, nhiều đứa con nít bây giờ cứ cầm điện thoại chơi, chơi game rồi bấm coi bao nhiêu thứ trong đó. Có khi bỏ ăn bỏ uống luôn quý vị đáng sợ thiệt mà chính những đức ở trong chùa những đức thấy rõ ràng có những người biết tu vẫn bị bị ghiền game ghiền chiếc điện thoại nên bây giờ những đức phổ biến chiếc máy bấm số niệm phật này hôm kia nó mới đem về đâu số lượng rất nhiều máy bấm số quý vị nên chân thật bấm niệm phật đi những đức thấy phương pháp này quá đặc biệt có khi những đức đi đến cái chỗ học lái xe thời gian mà chờ qua một dòng mà tới mình thì những đức cứ ngồi chỗ đó những đức bấm sáu niệm phật có nghĩa là ở đâu cũng là đạo tràng niệm phật được hết quý vị ở nơi nào cũng niệm phật được hết rồi quý vị biết rằng là có khi chờ mưa gió như vậy bước ở bên ngoài đi làm làm cũng không được thì ngồi ở đâu cũng bấm số niệm Phật Vậy mà thời gian trôi qua rất mau Nhưng càng niệm Phật Thì cái tâm càng an lạc Càng vui vẻ Nên chư tổ sư nói rằng là Cái pháp môn tịnh độ này là cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh Thờ mặt Pháp Tất cả con người khi nghe được pháp môn tịnh độ này Mà có thiện căn mà tin Mà chịu niệm có vật hiệu này là quý vị Có một cái chỗ nương yên tâm Nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rồi tự mình phát một cái khả năng Sống với nhân cách đạo đức Tại vì mình nương vào cái nhân cách đạo đức của Ngài Mình học theo cái nhân cách đạo đức của Ngài Để mình áp dụng trong cuộc sống Vậy thì mình sống Những ngày tháng bình yên vô sự Dù là bây giờ Nhiều người người ta đang sống trong Những ngày tháng bất an Nhưng mình sống Trong những tháng ngày bình an vô sự Vì sao? Vì mình có một phương pháp tu mình bình an vô sự, mình an lạc Mình đem phương pháp tu này mình hướng dẫn cho người Quý vị coi đơn giản Một chiếc máy 15 ngàn Đặt tại gốc luôn Những đức đặt dâm cho hàng Phật tử Bởi vì nó hút vô cùng luôn Nhưng quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng nó rẻ như vậy Mà mình đem mình tặng thí thằng đại Phải có phương pháp Phải chỉ dẫn Những đức thấy rằng là Nhiều nhóm người bây giờ mà ký số niệm Phật trên mạng mà ký số niệm phật mà tặng máy bấm số Nhìn đức thấy công nhận là hay thiệt công nhận là hay thiệt vì chiếc máy này nhất định họ bấm rồi họ mới đưa cái số lượng đó họ gỡ qua cho mình mà người ta đã bấm số niệm phật ai mà ăn gian làm gì có gì đâu mà ăn gian nên từ nơi đó mà dùng chiếc máy bấm số niệm phật này tặng cho những con người bấm số niệm phật người nào bấm số niệm phật tức khắc họ sẽ nhận chiếc máy được tặng này Tuy là nó đơn giản thôi Nhưng mà cái giá trị mà được thẳng nó quý Quý Còn đây thì số lượng quá trời nhiều Nên những đức cứ đặt dùm cho quý vị Tạo cơ duyên cho hàng Phật tử khắp nơi nơi Mình tu phước tu duyên Hôm qua những đức nói chuyện Những đức cứ phiên Cứ đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật đeo cổ Cứ là giải rộng ra Cho nhiều người Người ta được lợi ích Mới đây những đức kể câu chuyện Mà quý chú cầm điện thoại có người nói cho mấy chú nghe cái ông này bệnh ung thư gần chết vậy mà người này đem chiếc máy niệm phật nhỏ đeo cổ đến đeo cho ông vào phiên ông niệm phật vậy mà một tuần sau ông khỏe lại ông ngồi ăn cơm được người này đến hỏi ông ông nói rằng cái lúc mà gần chết yếu đuối đó đó bao nhiêu con người bao vây ông khi đeo cái máy niệm phật vào người ông ông niệm có vật hiệu theo tự nhiên những người đó giang 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 ra hết rõ ràng câu vật hiệu khi bị phát âm mới bị niệm là tức khắc có một ánh sáng quang minh soi gọi hình như là Nó tiêu đi những cái trần cấu Những con người đó bao vây lại Là muốn đòi mạng ông này Có vật hiệu phát âm niệm lên Thì những cái tâm mà quán thù đó Nó giảm lại nên nó giang 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 ra Và họ hưởng được cái sự an lạc Khi mình niệm Phật Vì vậy đọc qua 10 công đức mà Niệm Phật chứ Có cái công đức mà Niệm Phật là lợi ích cho tất cả loài hữu tình Từ là ba đường ác đều được lợi ích quý vị à Nên từ nơi đó mà Phương pháp ký số niệm Phật này trên mạng Những Đức nói quý vị Nên chân thật mở rộng ra Quý vị nên tìm hiểu Bây giờ rất nhiều trang trên mạng người ta Dùng phương pháp bấm số niệm Phật này Và lấy cái phương pháp tu Niệm địa chung lễ Phật Bây giờ người ta giải rộng ra Những Đức thấy quý vị Công nhận quý vị thông minh trí tuệ thiệt có nghĩa là mình mỗi một người ở chỗ này chỗ kia riêng Vậy mà tới giờ tu nó lại cộng duyên cùng tu với nhau hay thiệt Công nhận hay thiệt Bởi vì cái mạng truyền thông này Nếu chúng ta biết cách sử dụng nó Thì chúng ta cũng có thể truyền Phật Pháp vô cùng là đặc biệt quý vị Rất là đặc biệt Còn nếu như chúng ta không biết sử dụng nó để truyền Phật Pháp Thì quay lại có tác hại là nó sẽ đưa chúng ta vào những cái quỹ đạo mê đắm không ra được nhưng phần nhiều Dính vào chiếc điện thoại là Đi vào những cái mê đắm Còn nếu như chúng ta biết dùng nó Để mà nghe Pháp Để tu hành thôi Vậy thì vô cùng đặc biệt Nên khi những đức mà Cứ giới thiệu chiếc máy bấm số niệm Phật này Vì sao? Vì nó cứ hâm nóng hoài Nó hâm nóng hoài cho người trong chùa Và người ngoài đời đừng có lạc quý vị phải nhớ rằng nhiều người niệm phật mà nó lạc cái tâm niệm thời gian cái nó mong mỏi cái này cái kia là nó lạc quý vị cứ kiên nhẫn đi có phật hiệu niệm vị niệm quý vị đâu có tốn tiền tốn bạc gì đâu đâu có bỏ công ăn việc làm gì đâu nhưng mà càng niệm phật thì trí tệ càng sáng có người càng vui nên công việc càng thành đạt ở đây quý vị coi số lượng người ta đông như vậy mà người ta sống những ngày tháng bình yên vô cùng mà quý vị phải nhớ nơi nào mà có nhiều người niệm phật là kiếp nạn nơi đó kiếp nạn nặng quá thành nhẹ nhẹ biến mất luôn chắc chắn một trăm là như vậy nơi nào có đạo tràng niệm phật là nơi đó nhân sinh có phước cái công đức niệm phật này lớn lắm quý vị à mình nói lên những lời chân thật như vậy người đủ thiện căn người ta mới tính được nhưng mà cái pháp môn niệm phật này nó đặc biệt là bất cứ một hạng người nào cũng có thể tu được hết rảnh hay bận gì cũng tu được hết bận thì làm việc gì miệng mình cứ a di đào phật a di đào phật a di đào phật còn khi rảnh ngồi xuống cái là lấy chiếc máy bấm số ra, a di đào phật bấm a di đào phật bấm a di đào phật bấm cứ như vậy có nghĩa là đây là một cái phương tiện mà nó nhắc mình niệm phật nó không quên có vật hiệu nên cả ngày của mình là áp dụng có vật hiệu trong cuộc sống nếu quý vị mà kiên nhẫn thì quý vị sẽ thấy được cái lợi ích niệm Phật lớn dữ lắm lợi ích niệm Phật rất là lớn và tất cả những người ung thư những người bệnh những người già buồn ngồi một chỗ kiểu niệm Phật cũng hết buồn vì sao vì bây giờ cái bà già này bà ngồi bà bà buồn bà nhớ con nhớ cháu là cái tâm trí bà nhớ con nhớ cháu mà nó chưa về thăm nên bà buồn bà khổ bây giờ bà mỗi ngày bà ai với đà Phật ai với đà Phật ai với đà Phật cái tâm bà bây giờ nhớ ai với đà Phật thì tức khắc Bà không bị cái việc mà Ái nhiễm con cháu chói buộc Mà nó không về thăm bà khổ bây giờ Bà nhớ ai với Đạo Phật thì bà hết khổ Tất cả những người già Mà khi tuổi già rồi heo hút Buồn tẻ, cô đơn Chỉ cần biết niệm Phật là tức khắc có niềm vui liền Người niệm Phật sẽ không bao giờ có cô đơn quý vị. Ừ. Niệm Phật sẽ không bao giờ cô đơn Phải nhớ rằng là Phải kiên nhẫn, chân thật mà niệm Phật Nó có cái pháp vị rồi không bao giờ cô đơn Quý vị ở nơi nào quý vị cũng có niềm vui gì sao vì lúc nào thì cũng niệm phật cả chính những đức ở bên đạo tràng bên đây ngồi trong phòng cũng niệm phật được những đức đi qua đạo tràng bên kia có khi một tiếng hai tiếng đồng hồ những đức cũng ngồi một mình niệm phật được mà thời gian qua rất là mau vào trong nhà ăn ngồi ăn cơm ăn trước ngồi đó niệm phật cũng được đi vòng vòng xung quanh chùa cũng niệm phật được ngồi băng ghế cũng niệm phật được làm việc gì cũng niệm phật được chạy xe để máy niệm phật kế bên, bên cũng niệm theo được Giặt đồ ngồi cũng niệm Phật được Tắm cũng niệm Phật được Đi vệ sinh cũng niệm Phật được luôn Nhưng ấn tổ chỉ mình Những chỗ nào mình vệ sinh ưu quế Mình niệm thầm đừng niệm ra tiếng lớn Còn nếu như cái chỗ đó ưu quế Mà có một con vật gì nó chết Mình cần niệm cho nó nghe cũng cần niệm ra tiếng Vì niệm niệm gì chúng sanh Có lợi ích Khỏi nhớ Từ nơi đó mà Pháp môn tịnh độ này Mình giới thiệu là nó vô cùng gần gũi Bởi vì trong kinh vô lượng Thọ Phật nói rằng không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không tin pháp này không đủ thiện căn phước đức nhân duyên không tin pháp môn tịnh độ này nó quá đơn giản cái người mà nghe mà tin thì là do cái người này thiện căn quá dày rồi tất cả những người mang nghiệp phá thai muốn cầu siêu cho những thai nhi thì bằng cách nào cả ngày cứ bị niệm ai cho đạo phật chăng thật đi cái tâm quý vị vô cùng quan hỷ vui vẻ Dù thân thể có bệnh quản cỡ nào đi chăng nữa Cũng quan hỷ vui vẻ Thì vị nhớ nè Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Nhiều người niệm Phật chúng ta là Không biết gầy dựng tính nguyện là ngay chỗ này Tuy đang niệm Phật nhưng Chưa đặt lòng tin kiên cố Mỗi ngày niệm Phật mà nghĩ rằng Có vật hiệu này mình niệm chưa đủ Đi tiêu nghiệp Đây là chưa có lòng tin chưa đủ để tiêu nghiệp nên muốn niệm thêm nên gọi là chưa gây dựng được lòng tin có khi niệm phật gặp bệnh thì niệm vào phương hướng khác để cầu hết bệnh cầu hết bệnh để xong tu nữa trong khi mình đang niệm ai với đạo phật bệnh đến là để gây dựng tính nguyện cho mình tiếp tục niệm nếu như thọ mạng mình còn thì tiêu nghiệp hết bệnh ấn tổ ngài nói còn nếu như thọ mạng mình hết Mỗi ngày mình cầu sanh cực lạc mà Bây giờ đến lúc bệnh thọ mạng Đến lúc hết rồi Thì tiếp tục niệm thêm có vật hiệu này Thì được giảng sanh Còn nhiều người hướng cho người ta Giống như là tùy thận Nhưng thật sự tâm mình không kiên cố Hướng cho người ta niệm một phương hướng khác Hết bệnh khỏe mạnh để có thời gian tu cho nó nhiều Thua Cả đời như vậy Thì cũng không gây dựng được tính nguyện Chúng ta phải gầy dựng được tính nguyện cho kiên cố Lòng tin đối có vật hiệu cho thật là sắc bén Có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng bổ túc cách này Để mà tu học Quý vị phải nhớ rằng Người xưa nói một câu rất hay Cuộc đời Cứ già đi trong bận rộn Mấy ai Chịu ngưng trước khi lìa đời Quý vị coi Phải không Bao nhiêu người già trong chùa và bao nhiêu người già Khóc nơ nơ nghe con đoạn này quý vị kiểm lại đi Cuộc đời cứ là bận biểu cả cuộc đời Trong cái bận rộn không buông xuống được công việc Mấy ai chịu buông xuống trước khi lìa đời Dù là cả người tu đi chăng nữa cũng vậy Tu viết từ từ rồi cái việc giải thoát cuộc đời của mình thì Có khi quên mất tiêu quý vị Nói cái chuyện bận rộn này là cái gì vị hiểu hay không? Có khi người trong chùa nghe vẫn không hiểu đó Bữa nay đang đi làm vậy thôi 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 làm ít là đi niệm Phật thôi Thầy ông nói cuộc đời cứ già đi trong bận rộn Mình cứ bận rộn hoài Cái bận rộn của quý vị, quý vị hãy tư duy đi Lúc ngày xưa ngoài đời Có khi nhiều chồng nhiều vợ rồi sánh con Lo cho sự nghiệp rồi có tiền bạc thì trang điểm ăn chơi Hưởng thụ Đó gọi là cuộc đời cứ già đi trong bận rộn Bận rộn cái thế gian Tạo ra cái nghiệp Còn bây giờ mình vào trong đạo rồi Mình có phương hướng tu rồi Mỗi ngày mình an định tâm mình một chỗ Mình nhiệt tình Mình làm những việc gì lợi ích cho chúng sanh Đây gọi là đủ duyên Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật đây không có gọi là chống bận rộn nếu như quý vị trong đạo mà mỗi ngày bận rộn việc này việc kia mà không lo tu không niệm phật không có vương hướng giải thoát thì cũng đặt quý vị vào cuộc đời cứ già đi trong bận rộn mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đời có nghĩa là mỗi ngày quý vị làm việc mà chấp nhất nặng nề Đủ duyên thì không nhiệt tình. Khi hết duyên thì không buông xuống. Đây là cái chỗ quý vị không chịu ngưng trước khi lìa đời. Còn chúng ta mỗi ngày chúng ta nghe như vậy hiểu rồi, mình đủ duyên thì mình nhiệt tình thôi. Mình chân thật mình làm thôi. Còn bất cứ lúc nào hết duyên là mình buông xuống. Vậy thì quý vị Phù hợp vào cái lời dạy của tổ sư dạy Ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt Chờ đợi cho xong biết chừng nào xong Rất nhiều người chờ đợi cho xong Đờ đờ kiếp kiếp vẫn chưa xong Còn hiện tại mỗi ngày chúng ta đang làm việc Tất cả những việc làm của mình làm Phải nhớ Ngày nào là xong ngày nấy Giờ nào là xong giờ nấy Lúc nào làm là nhiệt tình làm Lúc nào xong là xong Xong cái gì Không để vào tâm đặt vấn đề nặng nề Dính mắt nó Khi người ta cho làm Thì mừng cũng không được Khi người ta kêu nghĩ Mà buồn cũng không được Chỉ thấy rằng đủ duyên Thì chân thật Phục vụ chúng sanh Là cúng dường chư Phật Phải nhớ đó nên những đức cứ thường phiên tất cả các anh em bên cạnh những đức nói Mình được đi tu cũng làm một việc gì đó Nhưng những đức thấy cái việc quan trọng nhất là nuôi người già Giúp cho mình nhìn thấu Cái cõi đời này cuối cùng mình cũng già như các cụ Đây là cái việc Lợi ích lớn cho cuộc đời tu của mình Hướng đến chỗ giải thoát mà mình không bị Lui sụp cái tâm của mình quý vị Đừng có long nhông Lăng xăng đầu này chỗ nọ Giết rồi nó Phai lợt đối với đạo Từ từ nó dẫn dắt mình Ra ngoài đời luôn quý vị ạ Phải nhớ đó Những đức đọc cái công đoạn đầu Về pháp môn đó, Nêu lên về Thiền thì chỉ có bậc thượng thượng Mới được lợi ích Còn trung hạ Thì không Thể được lợi ích quý vị ạ tới công đoạn thứ hai nè về thời tiết trong thờ chánh pháp có thực hành phần nhiều điều chứng quả hoặc đi sâu vào thiền định để làm cơ bản cho những kiếp tu sau qua thờ tượng pháp sự ngộ đạo còn có ít người hống chi là chứng đến thờ mạt pháp như kinh đại tập nói ức ức người tu hành Xong khó tìm một người ngộ đạo Dù được ngộ đạo Nhưng chưa phải chứng Phiền não nghiệp Tập Hãy còn Khi lưng hồi bị phước báo là mê Mười người đã thối chuyện hết chính Do đó từ cuối đời Tượng bước sang mạc pháp Chư đại thiện trí thức Lần lần chuyển hướng dạy người tu tịnh độ vì bấy giờ thiền hóa còn thạnh hành Các ngài phải thị hiện Phương tiện Trước diệt ngộ thiền cơ Sau hằng dương tịnh độ Mới được người đương thờ tín nhiệm tinh hành Mấy công đoạn này quá hay quý vị ơi Nêu lên từng công đoạn Về pháp môn Về thờ tiết Vừa đọc về thời tiết vị thấy công nhận đặc biệt không quý vị Quá hay Nêu lên rất là rõ ràng Điều là như chú giải từ kinh giáo Các ngài nêu lên Vì sao Từ thờ tượng Pháp qua mạc Pháp Chư tổ sư tu thiền Đạt được sở chứng hết rồi quay lại hoàn thiện tỉnh độ vì thờ đó còn nhiều vị tu thiền Rất là xuất sắc Nên các ngài phải thể hiện như vậy Nêu lên công đoạn này muốn nhắc nhở chúng ta Nếu như chúng ta sanh trong thờ mạt pháp này Thì không học theo các ngài được Mà chúng ta phải nhức môn thâm nhập Quân tu lâu dài Khuyên người niệm Phật một câu ai với là Phật niệm đến cùng Vì chúng ta sanh trong thờ này căn tính của chúng ta đã hèn kém rồi Không đủ bản lãnh như các ngài nên chúng ta chỉ có thâm nhập một môn chuyên niệm phật và phiên người chuyên niệm phật nhớ rất là quan trọng đây là cách gây dựng cái tính nguyện niệm phật cho chúng ta mà tất cả những văn tự này là chư tổ sư trích lục từ kinh giáo chú giải bị nghe không? vô cùng là tinh hoa luôn quý vị nghe một cái là hưng khởi cái tâm niệm phật liền về cơ duyên thì nghe nè Từ đầu mạc pháp trở về sau Căn cơ của quần chúng hầu hết là hạng trung hạ Muốn thực hiện mục đích lợi sanh trong thờ đại này Chư Bồ Tát phải tùy cơ duyên mà chủ dương tịnh độ Các tông khác ti cũng rất cần trắng hơn nhưng chỉ thuộc phần thứ yếu Bởi sự lợi ích không được phổ cập Từ trước chư tôn túc Trong các tông khác cũng xét biết điều này Nên ti vẫn hằng dương bộ môn Mà phần nhiều điều quy hướng tịnh độ như chân yết liễu thiền sư nói những vị dưới tông tào động đều mặc tu tịnh độ bởi tịnh độ thấy Phật còn dễ hơn thiền tông về như thờ cẳng đại đế nhàn pháp sư tuy truyền bá tông thiên thai song vẫn niệm phật khi sắp viên tịch Ngài đọc lời kệ khuyến tắng đại chúng Tôi nhờ niệm Phật Tịnh độ hiện tiền Thọ dụng chân thật Chúng rắn tinh chiên Thì nghe không? Đó. Mình nếu mà tự nói là sẽ bị người bài xích Ông dựa vào đâu để nói Bây giờ quý vị đọc nguyên văn nghe rõ ràng luôn quý vị đây là chư tổ sư đều nhắc nhở Những vị trước nữa Tu tất cả các pháp khác Các ngài Cũng có thể chấn hưng cái pháp tu Không để nó lạc mắt bỏ Nhưng Các ngài Đều là Dùng phương tiện phí người niệm Phật Quăng truyền tịnh đồ Nêu lên đế nhàn pháp sư cũng đâu phải là tu pháp môn tịnh độ nhưng ngài khi sắp viên tịch để là bài kệ nghe rõ ràng không tôi nhờ niệm phật là đế nhà pháp sư ngài nói tôi nhờ niệm phật tịnh độ hiện tiền là cặn tử nghiệp của ngài tịnh độ hiện tiền thọ dụng chân thật có nghĩa là một đời này được giải thoát gọi là thọ dụng chân thật khuyên đại chúng cố gắng tinh chiên tinh chiến niệm phật không rõ ràng quý vị chúng ta học tập như vậy mà quý vị không khởi tính tâm lên để niệm phật nữa thôi có nửa tiếng đồng hồ nó vô cùng là xác thực quý vị nó quá xác thực đặc biệt quá rồi một đoạn án quan pháp sư trong bức thư gỡ cho thể an hòa thượng có nói trong mấy mươi năm lịch diệt Bắc Nam Đi về hàng muôn dặm Tổ nói đi Bắc Nam Bao nhiêu dặm xa xôi như vậy Ăn tổ ngày đó ngày đi nhiều vậy đó. Tôi kinh nghiệm thấy những vị thông minh hiểu suốt tông giáo Kinh thường tịnh đồ Đấy không? ấn tổ nói không ngài thấy rất nhiều người thông minh hiểu suốt kinh giáo nhưng mà quay lại xem thường tịnh độ vì coi thời đại hôm nay có không quý vị có nhiều người đọc sách đọc kinh có khi diệt đại tạng kinh luôn vậy đó mà xem thường tịnh độ Ăn tổ thờ ngày ngày đã nói à ngày đi khắp nơi nơi ngài đã thấy những người thông minh hiểu biết nhiều nhưng lại xem thường tịnh độ cuối cuộc đời họ làm sao quý vị nghe nè khi lâm chung phần nhiều mê loạn đôi khi có trạng thái kêu la đó ăn tổ nói luôn đó mà quý vị xem trong thời đại hôm nay đi có không dù là những vị này tu bốn năm chục năm nhưng mà họ không hoàn truyền tịnh độ họ không niệm phật thì coi cái trạng thái cuối đời họ làm sao chết trong bệnh viện đi giữa đường chết về chùa nằm chèo queo well một mình khi làm đám thì sao toàn là hình thức để thu gom lần cuối cùng tại vì lúc còn sống là mình làm trách nhiệm gì thu gom ngăn phản xây chùa lên để thu gom ngăn phản khi cuối cuộc đời mình là làm cái gì nữa cuối cuộc đời còn cái xác để lại thì làm thêm một dấu cuối cùng đó là đệ tử dùng cái xác này để thu gom ngăn phạm nói câu này nó hơi nhận thức sâu sắc một chút đó quý vị dù là tu có lâu đi chăng nữa nên xem lại cái hành động lúc còn sống của mình tuy là gặp phật pháp nhưng làm cái việc gì lợi ích cho chúng sanh xác thực đế nhàn pháp sư ngày nêu thấy không tôi nhờ niệm phật tịnh độ hiện tiền Thọ dụng chân thật quý vị Tuy là tu nhưng Thọ dụng không chân thật là cuối cuộc đời bệnh đau Vô bệnh viện nằm không có tính nguyện Phương pháp tu đạo giải thoát được Còn đế nhà pháp sư Ngài nói ngày thọ dụng chân thật Mà đế nhà pháp sư cũng như là Tổ sư Của tông Thiên thai đó quý vị Ngài niệm Phật Ngài nói thọ dụng chân thật Đại chúng cố gắng Chiến cần niệm Phật Ngài phiên lại đó khi ngài xuất sử tịch ngài để lại bài kể thì. còn ấn tổ ngài nêu rõ ràng luôn đó quý vị nghe những đức vừa đọc đó những vị thông minh hiểu biết nhưng xem thường tịnh độ khi lâm chung phần nhiều mê loạn đôi khi có trạng thấy kêu la còn những người chân thật niệm phật dù tín nguyện chưa chí thiết không có thội tướng lúc lâm chung nhưng họ chết đều an ổn cả cho nên từ lúc sanh tiền cho đến khi quá vãng Môn niệm Phật đích thực là con thuyền cứu khổ Nhân sanh trong thờ buổi này vậy Trời ơi Học tịnh độ mà đọc những công đoạn này thôi Nó nó hừng hực cái tâm mình mà nó mát trong tâm mình luôn Đúng rồi quý vị ơi Câu vật hiệu này chân thật niệm để gầy dựng mình là đúng rồi dù quý vị có nghiệp nặng cỡ nào, quý vị có phá thai nhiều lần cỡ nào quý vị có bất hiếu từng làm việc tội lỗi gì chỉ cần quý vị gặp được Phật pháp gặp ngay pháp môn tịnh độ này hãy lão thật chân thật mà nhớ câu ai với đà phật này niệm đi hay một bà cụ già này cả cuộc đời sống và gặp Phật pháp quá trễ bà còn có nửa năm hay hai ba tháng nữa chết bà từ bây giờ bà nên chân thật mà niệm phật đi bà nên gầy dựng đi chắc chắn cuối cuộc đời bà có kết quả còn nếu như bây giờ bà không lo niệm phật là xong một đời bà còn những người mang nghiệp nặng bây giờ mà không chân thật niệm Phật Cầu sanh cực lạc thì quý vị hết cốt con đường cứu quý vị Tương lai đọa trong tam đồ ác đạo là chắc chắn Nên có vật hiệu này phải nắm cho chắc Phải gây dựng tính nguyện mình cho kiên cố mà được quý vị nghe nguyên văn chư thủ sư dạy không đó Quý vị còn không tin nữa thì thôi Tùy quý vị thôi Toàn là nguyên văn chư tổ sư Đây là những đoạn văn những đức đọc trong mấy điệu sen thanh Do Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Ngài phiên dịch đó quý vị Đây là bậc long tượng trong Phật môn Việt Nam chúng ta đó Hàng tổ sư Toàn là lờ lờ chứ tổ sư Nhắn nhủ lại cho chúng ta Mà chúng ta không tin nữa thôi Nhiều người chúng ta sống ở cõi đời này Nhất là những người mà Sáu bảy mươi tuổi Nếu họ còn tỉnh táo hiểu biết Thì họ là người nhận thức sáng nhất đó quý vị từ khi còn trẻ họ có những cái mộng ước cuộc đời của họ nhiều lắm. Và có khi làm rất nhiều việc sai. Nhưng thấy đến khi sáu mươi mấy, bảy mươi tuổi thì không thấy được cuộc đời mình có được những cái tồn động gì đặc biệt. Chỉ nhìn lại một cái bản thân già chơ trọi, có khi cô đơn quạnh quẻ vậy đây là người sau mấy bảy mươi tuổi họ nếu có được cái nhận thức tư duy thì họ thấy rõ ràng cái cõi đời này Lời Phật dạy không sai không có cái gì thật cả còn chúng ta thì hiện tại mỗi ngày biết niệm Phật biết tu hành biết làm điều thiện thì mình phải nhận thức được việc này thì nó mới kiên nhẫn bền bỉ lâu dài còn nếu không thì nó cũng bỏ cuộc quý vị Tuy tu nhưng cũng có rất nhiều người bỏ cuộc Từ cái tâm vọng tưởng nó dẫn dắt mình từ từ Quý vị nhớ là Từ đời bước vào đạo nó cũng dẫn dắt mình vào từ từ Mà từ đạo nó bước ra đời nó cũng dẫn dắt mình từ từ Cái tâm của mình nó dẫn dắt mình Chính mình dẫn dắt mình nó rõ ra là như vậy Rất là nhiều người xuất gia cũng Chính cái tâm mình nó dẫn dắt mình Tự nhiên đang tu cái nó vẽ ra một bức tranh Nó vẽ ra một bức tranh rồi nó dẫn dắt từ từ Đi ra khỏi chùa Ra khỏi đạo Đi nhập đờ Nên chúng ta làm bất cứ việc gì Cũng phải tư duy Nhận thức Cái việc làm hiện tại trước mắt Cái lợi về sau Hay là cái hại về sau Rất nhiều người chúng ta sống ở khỏi đời này cái việc làm trước mắt chúng ta cái hại về sau rất nhiều còn cái việc tu đạo nếu quý vị nhận thức được tuy hiện tại giống như mình đang khổ cực nhưng những đứa thấy đi tu vô cùng là sung sướng đâu có gì khổ cực đâu nhưng mà con đường càng về sau thì càng thênh thang nếu như chúng ta có một cái pháp tu chuẩn xác sống mỗi ngày biết niệm phật biết tu hành nên những công đoạn chư tổ sư nêu lên khi những đứa đọc nguyên văn quý vị nghe Quý vị sẽ phát khởi cái tính tâm Rất kiên cố Về ba điểm Về pháp môn Về thời tiết Về nhân duyên Ba điểm này vô cùng là quan trọng quý vị Về pháp môn Trực chỉ thiền Chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn hàng chung hạ khó bề thể nhập còn môn tịnh độ thì lợi khắp cả ba căn hàng thượng thượng căn tu tịnh độ có thể hiện đời ngộ được bản tâm chứng niệm phật ta muội khi mạng chung sanh về thượng phẩm dù kẻ tối hạ căn Nếu chuyên niệm Phật Cũng được đớ nghiệp vãng sanh Lên ngôi bất thối Khi đã vãng sanh Lễ cẳng di đà Gần gũi thánh chúng Thọ mạng vô biên kiếp Lo gì không ngộ chân tâm Chứng thánh quả Vì sự lợi ích rộng rãi chắc chắn như thế các ngài mới khuyên tu tịnh đồ nên chủ nhật tuần trước những đức cũng đọc những công đoạn này để học đó vị những công đoạn này vô cùng là quan trọng tổ sư nêu lên trong 13 vị tổ sư của tịnh độ tông thì đã hết 7 vị là tu thiền mà được chiền tâm án mấy vị bảy vị các vị ấy là thừa viễn vĩnh minh liên trì ngẫu ích hành sách tỉnh am và triệt ngọt tại sao các ngài đã ngộ thiền mà không hằng thiền trở lại hoàn tịnh đây là câu hỏi rồi những đức vừa đọc cái công đoạn đầu cho quý vị nghe về pháp môn đó về pháp môn thiền tông chúng ta nói rằng là ngoài tịnh độ tông đi thì chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn hàng trung hạ khó bề thể nhập đó trung hạ đã khó bề thể nhập rồi chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn Vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta Hiện tại đang tu ngoài Pháp môn tịnh độ Quý vị coi lại Cái căn tính của quý vị Nếu như quý vị đọc kinh Nghe Đức Phật Nêu lên bậc thượng thượng căn Thì quý vị sẽ biết được Mình là hạng căn cơ nào Hạng lợi hay là hạng độn ví dụ như ngài xá lợi phát tôn giả mục kiền liên tôn giả ca diếp dù là đức phật không sức thế các ngài cũng có thể tu hành chứng quả khi đức phật sức thế các ngài chỉ cần nghe pháp là chứng quả đây là bậc thượng thượng căn Tất cả những người chúng ta Hiện tại tu hành Quý vị có thể so sánh Với tôn giả Mục Kiền Liên Tôn giả Xá Lợi Pháp Tôn giả Ca Diếp hay không quý vị Chúng ta mỗi ngày phiền não dãy đầy Cái gì cũng chấp nhất nặng nề Được khen thì mừng Bị chê thì buồn trách Chúng ta là hạng phàm phu lè tè sát đắc Nghiệp chướng nặng nề trí tuệ thì cạn mỏng thọ mạng thì ngắn mũi nếu không niệm phật thì làm sao đời này chúng ta có cơ hội thành tựu con đường giải thoát quý vị nên trong 13 vị tổ sư của tịnh độ tông đã có 7 vị là tu thiền đạt đến triệt ngộ được truyền tâm ắn như vậy mà các ngài hướng đến tịnh độ tông để hoàn truyền trong bảy vị này có nêu ngài liên trì quý vị đã từng đọc qua lịch sử ngài liên trì và những đức cũng đã từng đọc với quý vị nghe đó ngài đi đến lô sơn khi thời tiết lúc đó có hạng hán nhân dân đến Thỉnh cầu ngài lập đàn cầu mưa, ngài nói ngài không biết gì. Trong bảy vị tu thiền được truyền tâm ấn thì có ngài Liên trì. Vậy mà lúc ngài niệm Phật, người ta thỉnh ngài lập đàn cầu mưa, ngài nói ngài không biết gì. Nhân dân nhiệt tình khuyến thỉnh Thì Ngài dẫn dắt họ Đi theo bờ lúa niệm Phật Ngài vừa gõ mỏ vừa niệm Phật Nhân dân niệm Phật theo Đi đến đâu mưa đến đó Là những bậc thông tâm thông, thông giáo Tu thiền đạt đến triệt ngộ Nhưng khi quy hướng niệm Phật Thì Một câu vật hiệu niệm đến cùng Hoàng truyền dạy người niệm Phật Ngài Ngẫu Ích Đại Sư cũng vậy Khi tu thiền cũng đạt được đại ngộ Nhưng khi bị bệnh Thì không giải quyết được vấn đề sanh tử Đọc sách của Đại Sư Liên Trì Ngài hướng về tịnh độ niệm Phật Lúc đó Ngài nói một câu Dù một ngàn vạn con trâu Kéo Ngài kéo cũng không nổi Ngài có nghĩa là cái tính nguyện của ngài kiên cố như vậy đó quý vị vì các ngài đã thấy được tu các pháp khác ngoài tịnh độ dù có đạt được đại ngộ nhưng còn nghiệp thì khi bệnh đau cặn tử nghiệp vẫn không giải quyết được vấn đề sanh tử mà quý vị cũng thấy bao nhiêu người bây giờ tu chúng ta nói về những pháp khác ngoài tịnh độ quý vị coi dù các vị nó nổi bật vô cùng nổi tiếng Cũng như bậc tổ sư Vậy mà khi tuổi già cặn tử nghiệp Thì cái việc thu thần tịch diệt cũng hiếm thấy vô cùng Không chỉ hàng bình thường Nên công đoạn này mới nêu lên rằng Trực chỉ thiền chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn Hàng trung hạ khó bề thể nhập Rất rõ ràng đây là Đọc nguyên văn lờ tổ sư dạy đó quý vị Còn môn tịnh độ thì lợi khắp cả ba căn Hàng thượng thượng căn tu tịnh độ Có thể hiện đời ngộ được bản tâm chứng niệm Phật tam mùi Còn bậc hạ căn chỉ cần trí thành niệm Phật Thì cũng được giảng sanh nhập vào dòng thánh Nên mới nói là pháp môn đại thù thắng độ thượng trung hạ chúng ta bây giờ gặp được tịnh độ rồi chỉ cần tha thiết chân thật niệm có vật hiệu này thôi hôm qua nhận đức nói chuyện có nói một câu nói rằng chúng ta niệm có vật hiệu này ví dụ như chúng ta đang gầy dựng mình trở thành một vị tướng quân dẫn dắt một đoàn binh lính rất đông Binh lính là đi theo tướng quân Binh lính này Là vọng tưởng Chúng ta niệm có vật hiệu này Không phải là dẹp đứt vọng tưởng không phải Mà là chúng ta đang gây dựng chính mình Mình niệm Phật Mình cứ lo niệm Phật Và mình niệm Phật để gây dựng mình trở thành một bậc tướng Mạnh mẽ Tất cả những vọng tưởng kia Là những tên lính Đều là đi theo Vị tướng quân này tướng quân này đi đâu thì những lính lát đã đi theo tướng quân nên chúng ta hiểu được rồi thì tất cả những vọng tưởng đều là không có thật chúng ta cứ mặc kệ chúng ta cứ gây dựng chính mình lòng tin đối với câu vật hiệu cho thật kiên cố nhớ gây dựng chính mình lòng tin đối với câu vật hiệu cho kiên cố vậy thì quý vị đã kiên cố tâm mạnh mẽ thì dẫn dắt đi trước đi trước Tất cả những vọng tưởng là lính lát đi theo Vậy thì đặc biệt rồi đó Tổ sư cũng nói Lấy chánh hạnh niệm Phật làm chính Giống như một cái cây nghiêng về hướng nào mạnh Thì khi ngã nhất định sẽ ngã về hướng đó Chúng ta mỗi ngày lấy tín nguyện niệm Phật làm chính tín nguyện cầu sanh cực lạc làm chính Vậy thì dù quý vị có ngã bất tử Cũng là ngã về tay nên quý vị cố gắng mà niệm Phật Tính nguyện chân thật mà niệm Phật Đừng có nghe ai nói gì Mà chúng ta dao động tâm mình Phải giữ cái tâm cho kiên cố Vì thì đời này chắc chắn Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị a di đà Phật Nguyện đem công đức này Hồn về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ